Cái này đánh không sợ lở. Đi bước một. Đức nó bảo tồn cách nghiêng mảnh luôn nha. Bài nó cách nghiêng mảnh. Đánh mặt phẳng này thì cứ thẳng máy mà đánh thôi. Các góc cạnh thì nghiêng. Qua đều góc mặt đi. Tôi chẳng đứng lại. Và đây là xì bước 2. Đây là xì chanh. Tinh muối, tinh muối. Ồ, có loại này đặc biệt đây. Nó sâu. Đâu, cái đấy là bẩn. Chỉ là lau sạch. Quá vậy. Thử cong nhá. Cong chưa? Đấy. À đấy, xoay mép trông như kính. Đánh xong nó phải như kính này. Quay góc này, cái góc này em lau rồi đi. Úi giời, hình như thôi. Hết xoát rồi đấy. Đánh nó phải hết. Hết xoát rồi. Trong vắt, trong như nước, yêu mỗi con cá. Sau đổ bắt con cá thả ở đây này. Bây giờ ai đổ cá nữa? Rồi, em hoặc thôi. Có đồ em bây giờ gặp. Bây giờ là cứ dán tiền vào đây là xong. Đây